Big Dan 2TS kính chào các bạn. Đây là kênh thông tin giải trí phục vụ cộng đồng người Việt tại Italia. Hôm nay Big Dan 2TS có các bản tin sau. Sau Giovanni Morandi, Armando Carrassi cũng đang đến thăm thành phố Correc. Nhân dịp này, anh đã được vinh danh với một chiếc vòng cổ được mô tả hình ảnh của Correc Boxer Dosta Penis và một bức tranh mô tả về hình ảnh cùng một ca sĩ. Sau Gianni Morandi, ca sĩ nổi tiếng Armando Carrassi cũng dừng chân tại thành phố cổ Correc Rossano. Quan trọng, Massaggio Armando đã gặp gỡ nhiều người hâm mộ của mình tại siêu thị Conte ở Conchat Petra on Scola di Granano, nơi nhân dịp này anh đã ký tặng những chai rượu vang hảo hạng của mình. Sự chào đón dành cho nhạc trưởng Armando bởi gia đình Trevelli Villa, chủ sở hữu của cửa hàng Conte, cũng như những người dân địa phương. Thật phi thường để nhấn mạnh sự sẵn sàng và thân thiện tuyệt vời của Armando. Người ngoài việc ký tên vào các chai rượu của mình, sẵn sàng nán lại Euronizer với những nhiều người ngưỡng mộ để chụp ảnh lưu niệm, hoặc chụp ảnh tự sướng hoặc xin chữ ký. Armando nhân dịp này đã được vinh danh với một chiếc vòng cổ mô tả là hình ảnh của Correc Corpus Rossandier do nghệ sĩ Rossan Teresa Comit thực hiện, và một bức tranh mô tả hình ảnh của chính Armando do Naomi Cornelia Radona, hay còn gọi là Neger, thực hiện. Một nghệ sĩ trẻ đến từ Rossano tự học và người đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời bằng than chì và than, hoàn toàn bằng tay, chân, chân dung hoa hồng và của nhiều người nổi tiếng. Bức chân dung của Armando được thực hiện một lượng nữa bằng tay, bằng than chì và than trên một tấm giấy mịn 33x48cm. Trong đó, thông qua hình ảnh tham khảo, nghệ sĩ trẻ và tài năng địa phương đã cố gắng thể hiện rõ nhất niềm vui và quyết tâm. Luôn luôn là Maestro Armando Carrassi, Maestro Carrassi trước khi rời City of Other Connect. Muốn cảm ơn gia đình Petrelli Villara và nhiều người ngưỡng mộ vì sự chào đón đặc biệt của hai nghệ sĩ Teresa Comit và Naomi Fremina Garia vì những món quà tuyệt vời và rất nhiều khách hàng của siêu thị Conte. Những người trong dịp này đã mua chai rượu vang hảo hạng của nó. Cuối cùng, Armando hứa sẽ trở lại đô thị độc đáo Corino Rossano để chiêm ngưỡng và cận cảnh di sản văn hóa và nghệ thuật phong phú, cũng như vẻ đẹp tự nhiên của nó, đặc trưng cho lãnh thổ quan trọng này.